Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ sản phẩm báo động chống trộm bằng laser. Ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt bộ sản phẩm chống trộm bằng laser. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Báo động chống trộm bằng laser hoạt động trên nguồn điện áp 12V DC. Chức năng làm báo động chống trộm hàng rào, khu vực cấm, cảnh báo người qua lại. Chức năng còi hú kêu khi tia laser bị ngắt. Hoạt động theo cơ chế cảm biến ánh sáng, phát hiện có vật ngắt tia sáng, lúc đó mạch điều khiển sẽ nhận tín hiệu, đồng thời đóng nguồn cho còi kêu. Cấp nguồn 12V cho mạch phát laser. Lúc này laser sẽ phát ra tia sáng màu đỏ. Chúng ta cố định bên phát chiếu vào khoảng một bên thu một vùng được khoanh trước để đưa vào tầm ngắm của mạch phát thu. Vì mạch hoạt động dựa vào tia laser phát sáng chiếu một đường thẳng vào bộ thu mắt nhận cảm biến. Sau đó cấp nguồn cho bộ thu bằng dây nguồn được chia từ bộ phát. Trường hợp người dùng muốn kéo dây từ bộ chia phát có thể mua thêm một nguồn 12V 1A để làm nguồn nuôi cho bộ thu, như vậy là đã cấp nguồn xong cho một bộ phát. Laser chiếu xa được khoảng 15-20m, có thể hơn lên đến tầm 50m tùy ứng dụng của khách hàng. Cách lắp đặt bộ thu như sau. Bộ thu có hai chân đầu ra để kết nối vào chuông báo động đi kèm. Chúng ta cũng lắp đặt vào đúng âm dương mạch đã ký hiệu. Như vậy là đã xong vấn đề kết nối cấp nguồn. Bước tiếp theo là đưa bộ thu có mắt cảm biến được ký hiệu trên mạch, sau đó đưa cảm biến thu đúng vào tầm ngắm của tia laser đầu phát bên kia, căn chỉnh làm sao cho tia laser phát chiếu chính diện vào mắt cảm biến. Bước này cần tỉ mỉ một chút. Sau khi đã căn chỉnh chuẩn trên mạch có nút reset mạch, tức là reset lại chương trình khởi động bắt đầu thiết lập quá trình báo động chống trộm. Dùng tay hoặc người chắn hoặc đi qua cắt ngang tia laser mạch bên thu. Laser cảm biến tia laser bị cắt sẽ điều khiển bật còi cảnh báo liên tục sau 10 giây sẽ tự ngắt. Nếu như tia vẫn bị cắt thì còi cảnh báo sẽ kêu mãi không thôi. Khi phát hiện được tia không bị cắt hoặc chắn nữa thì mới thôi cảnh báo. Thời gian trễ còi kêu cảnh báo đã được fix theo chu kỳ chuẩn 10 giây. Sau khi tắt, quý khách muốn tăng hoặc giảm thời gian thì liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ. Sản phẩm do Smart Home nghiên cứu và cung cấp, được ứng dụng bởi các hành lang cảnh báo chiếu sáng, cảnh báo tường rào. Mình vừa giới thiệu xong bộ sản phẩm báo động chống trộm bằng laser. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ ấn nút subscribe và bật thông báo để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên mình nhé.